Hiện tại thì Mai Huê đang ngồi cạnh cô Trà Hương. Cô ơi, cô giới thiệu cho cái nhà mình biết là mình đến từ đâu và mình bao nhiêu tuổi được không ạ? Cô là Hương, cô đến từ quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Dạ. Con được biết là cô là một nhà thiết kế đúng không cô? Thôi cô nghỉ hưu rồi. Vâng. Thì cho con hỏi một chút là tình trạng răng của mình trước khi đến bên cháu thì là cô đang gặp phải sự khó khăn gì vậy? Cô là bị lung lay. Lung lay và thỉnh thoảng thì nó đau. Trong cái nhóm răng hàm hay là bốn cái răng? Tại thực ra là cô chỉ bị hai cái dịch tủy trục. Vâng. Thì không đau. Dạ. Chỉ có hai cái răng đang lung lay. Nhưng mà cái tình trạng răng diệt tủy đấy thì nó đã kéo dài được lâu chưa cô? Mấy năm, 3 năm. Mấy năm rồi ạ? 3 năm. Và 3 năm. Và trong cái khoảng thời gian là 3 năm như thế thì cái quá trình mà mình ăn uống cô có gặp nhiều khó khăn nhất định đúng không ạ? Bình thường, cô là chỉ có bị là hai cái răng bây giờ đang lung lay vâng. Thì là nó bị khó chịu. Chứ còn cái răng diệt tủy thì lại không sao. Lại không sao. Ừ. Vâng ạ. Thì cái quá trình mà mình quyết định đến nha khoa anh cháu để mình làm thì là cô cho con hỏi một chút là mình biết đến nha khoa Singapore là qua cái nguồn thông tin nào vậy? Qua Facebook. Facebook. Chứng tỏ là Facebook rất có tác dụng. Cái tính tương tác rất là mạnh đúng không cô? Vâng. Mạng xã hội. Dạ. Thì cô thì qua cái Facebook fanpage của bên con thì chắc là cô cũng đã gặp và cũng đã xem được nhiều cái clip video của nhiều vị khách hàng bên cháu để làm. Và hôm cô đến tư vấn thì trực tiếp là con cùng cô là cũng đi chụp phim. Và qua cái phim chiếu chụp thì là xương của mình tiêu đi rất là nhiều đúng không ạ? Thì cô có cảm thấy lo lắng gì trong cái buổi mà hôm nay chúng ta chuẩn bị tiến hành nói chung là mình làm không? Sợ đau. Sợ đau. Đau vẫn là một cái tâm lý chung thường trực mà khách hàng rất là hay gặp phải. Vâng ạ. Thì bây giờ là cũng chuẩn bị là cái ca phẫu thuật của mình sắp tiến hành rồi. Thì là con cũng chúc cô là mình cứ thoải mái cô nhé. Để cho ekip bên cháu có thể làm cũng như là phục vụ cô một cách tốt nhất. Và hôm nay thì cái quá trình của mình là sẽ nhổ răng và xong rồi đấy là ghép xương và cấy đúng không ạ? Thì chắc chắn là con cũng sẽ xin phép là hẹn gặp cô là cho tầm khoảng 1 đến 2 tiếng nữa cô nhé. Vâng, cô cứ yên tâm nhé. Dạ dạ.